Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, ông bà ta thường nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Mỗi người đều phải trải qua những quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống, đôi khi là cảm giác bị dồn nén tới đường cùng mà không tìm được lối thoát để vượt qua. Các bậc thầy tử vi học phương Đông có chỉ ra rằng, trong ngày 19 tháng 9 âm lịch sắp tới, sẽ có 5 số con giáp gặp phải đại họa, tai nạn đổ ập xuống đầu, tiền bạc mất trắng, không cẩn thận phải bán nhà để trả nợ. Để biết các con giáp xui xẻo này là con giáp nào, tất cả những điều này sẽ được kênh của chúng tôi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Con giáp xui xẻo đầu tiên là những người tuổi Tý. 1. Tuổi Tý. Các nhà tử vi học cho biết, thương quan khiến người tuổi Tý có thể phải hụt hẫng vì những gì đang diễn ra không được như mong đợi. Bạn nên chú ý đến sự khác biệt giữa thực tế và lý tưởng, từ đó điều chỉnh cảm xúc cá nhân. Bên cạnh đó, thủy khí vượng cũng là lúc bản mệnh nên chậm rãi, từ tốn hơn với các kế hoạch liên quan đến sức khỏe. Đừng nên làm việc gì quá sức, bao gồm cả việc tập luyện cho mục đích cải thiện thể lực. Bạn ưu tiên bài tập đơn giản nhưng vẫn hiệu quả sẽ tốt hơn là cố gắng thể hiện. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp kém may mắn đầu tiên. Con giáp tiếp theo mà ta xét đến là những người tuổi Tỵ. 2. Tuổi Tỵ. Thưa các bạn, do sự xuất hiện của thiên quan, dự báo trong công việc xảy ra chuyện không như ý, tuổi Tỵ nên xem xét lại áp lực bạn đang phải chịu trong sự nghiệp và chọn một hướng đi phù hợp với mình hơn ở giai đoạn này. Tập trung vào điểm mạnh cũng như điểm yếu cá nhân, suy nghĩ rộng ra để tránh những lựa chọn sai lầm. Bên cạnh đó lại bị thủy hỏa xung khắc, mang lại trải nghiệm không tốt trong chuyện tình cảm. Trong đời sống gia đình, những áp lực liên quan đến cả hai phía khiến bạn dễ dàng đưa ra các quyết định lớn như ly hôn. Bạn nên bình tĩnh, kiểm soát lựa chọn một cách lý trí hơn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là những người tuổi Tỵ. Con giáp tiếp theo ta xét là những người tuổi Ngọ. 3. Tuổi Ngọ. Phân tích lá số tử vi tuổi Ngọ hôm nay cho thấy, nhờ có chính quan mà người tuổi Ngọ có thể nhận được lời khuyên thích hợp từ những người trong gia đình, từ đó chọn cho mình một hướng đi thực tế và hiệu quả hơn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, lâm vào cục diện lục xung liên quan đến những thay đổi trong gia đình, tình cảm, đòi hỏi bình tĩnh nhiều hơn, nếu không, dù chuyện bé cũng xé ra to, làm hỏng hết cả kế hoạch trong tương lai. Trong ngày lại bị thủy hỏa xung khắc, khuyên bản mệnh nên coi trọng sức khỏe của mình hơn. Cho dù bạn có đọc bao nhiêu lý thuyết mà không áp dụng vào cuộc sống thì cũng vô ích. Đơn giản như việc đi ngủ sớm mà bạn vẫn chưa làm được thì xem chừng bạn khó có được cuộc sống cân bằng. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp kém may mắn thứ 3 trong ngày. Tiếp theo ta xét đến những gia chủ tuổi Thân. 4. Tuổi Thân. Theo các nhà tử vi học cho thấy, tỷ kiên hối thúc khiến tuổi Thân có suy nghĩ thấu đáo. Tư duy nóng nảy, bực bội có thể khiến bạn đưa ra những lựa chọn sai lầm, ảnh hưởng đến cuộc sống trong vài tháng tới. Bên cạnh đó, được cục diện tam hợp trợ mệnh cho thấy hạnh phúc hiện tại như đang bù đắp cho những mất mát của bạn suốt thời gian dài vừa qua. Những sóng gió giờ cũng đã tạm qua đi, để lại cho bạn sự yên ổn như bạn từng mong. Trong ngày lại được thủy kim tương xung, mang tới tin vui liên quan tới sức khỏe hoặc có thể nghe tin về kỳ nghỉ sắp tới, khiến tinh thần bạn phấn chấn, trở nên háo hức, vui vẻ hơn. Ngoài ra, có người khi tài chính được cải thiện cũng cảm thấy an vui hơn.
Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Thân 1944 và 2004 Thủy, càng hiểu biết bạn càng tự tin. Tuổi Bính Thân 1956 Hỏa, bạn đau lòng cho hoàn cảnh của người khác. Tuổi Mậu Thân 1968 Thổ, tình cảm nồng ấm hơn ngày xưa rất nhiều. Tuổi Canh Thân 1980 Mộc, sức khỏe đã tốt hơn trước rất nhiều. Tuổi Nhâm Thân 1992 Kim, đối phương giúp đỡ cho bạn rất nhiều. Đó là con giáp thứ tư, tiếp theo ta xét đến những người tuổi Dậu. Năm, tuổi Dậu. Do ảnh hưởng cục diện kiếp tài lâm mệnh khiến tâm lý của người tuổi Dậu bị ảnh hưởng, bạn dễ có xu hướng suy nghĩ tiêu cực hơn. Lời khuyên cho bạn là đừng để những cảm xúc lấn át lý trí ngày hôm nay. Hãy có một cái nhìn khách quan hơn về mọi vấn đề, điều đó sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn chính xác cho mình. Bên cạnh đó còn bị ảnh hưởng của tương phá, lại không quá đáng ngại vì đây là giai đoạn tốt để tăng cường hiểu biết, nhìn nhận đánh giá lẫn nhau trong đời sống tình cảm. Đừng nghĩ về những chuyện cũ hay nghi ngờ làm tổn thương nhau. Ngũ hành tương sinh giúp bạn có được những lời khuyên hay ho từ người thân. Khi bạn cảm thấy mất phương hướng thì họ chính là người chỉ lối cho bạn biết mình nên làm gì tiếp theo. Bạn thực sự may mắn khi có những người này ở bên mình. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Dậu 1945 và 2004 Thủy, nảy sinh rắc rối liên quan đến tiền bạc. Tuổi Đinh Dậu 1957 Hỏa, tương lai vững vàng hơn khi hai người tin tưởng. Tuổi Kỷ Dậu 1969 Thổ, cẩn thận với người có âm mưu phá hoại. Tuổi Tân Dậu 1981 Mộc, cùng chia sẻ khó khăn với một nửa của mình. Tuổi Quý Dậu 1993 Kim, bạn là người quyết định tương lai. Đó là những người tuổi Dậu, con giáp xui xẻo cuối cùng trong ngày hôm nay là người tuổi Tuất. 6. Tuổi Tuất. Do gặp phải cục diện ngũ hành xung khắc, cho thấy thực tế phũ phàng khiến người tuổi Tuất thiếu niềm tin về chuyện tình cảm. Bạn nên chú ý đến những mâu thuẫn căng thẳng trong đời sống thực, thay vì lúc nào cũng chỉ chăm chăm mơ mộng. May mắn hơn trong ngày có thiên ấn che chở nên tuổi Tuất có được rất nhiều sự quan tâm, chú ý dù bạn muốn hay không. Hãy tự hào với những lựa chọn của bạn và làm tốt công việc của mình, vậy thôi. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Tuất Hỏa, chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hay số phận. Tuổi Bính Tuất Thổ, có niềm tin mù quáng vào kẻ không đáng. Tuổi Mậu Tuất Mộc, cơ hội để bạn tiến xa hơn trong công việc. Tuổi Canh Tuất Kim, hãy kiên nhẫn hơn trong từng việc bạn làm. Tuổi Nhâm Tuất Thủy, chớ nên đứng núi này trông núi nọ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc của quý vị hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh, để đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.